Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là nguồn phúc lộc nào sẽ rót vào cuộc sống của bạn trong 7 ngày tới. Từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023 ha. Và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1, tụ 2 ha, và tụ 3. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hi, xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi nguồn phúc lộc nào sẽ rót vào cuộc sống của bạn trong 7 ngày tới, từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023. Và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi bây giờ mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Ở đây mình thấy các bạn tụ 1 là những người rất là có quyết tâm trong cuộc sống ha, là những người có sự mạnh mẽ. Khi mà thực sự bạn đã khao khát ước mơ, có hoài bão, có sự gọi là vững vàng, thì bạn sẽ cố gắng ha, làm cho bằng được, cố gắng đạt được cái điều mà mình khát khao, mình mong chờ. Bạn là một người rất là tinh tế, rất là thông minh ha, nhanh nhẹn, linh hoạt, và là một người có một cái sự có luật lệ, có kỷ cương, là một người thích làm việc theo một cái trật tự cấu trúc rõ ràng ha. Mình thấy dường như các bạn không có thích những cái nơi quá xô bồ, ồn ào, hoặc là bạn không có thích những cái sự gọi là tranh đấu gay gắt với người khác, mà bạn thích tìm về con đường riêng của bản thân. Có khả năng là trong những cái lần gọi là u tối trong cuộc sống, bạn đã tìm ra được cái ngọn đuốc, bạn đã tìm ra được cái ánh sáng cho cuộc sống của mình. Bạn biết mình phải làm gì và bạn biết mình muốn gì, và có khả năng là bạn đang rất là muốn học hỏi, phát triển, nâng cấp bản thân của mình ha. Ở đây thì mình thấy dường như là các bạn là những người có khả năng liên kết mọi người với nhau, hoặc là một số bạn, các bạn là những người có cái lòng mộ đạo, các bạn có sự tin tưởng và ơn trên thần thánh rất là nhiều. Một số bạn có khả năng là các bạn có đạo ha, và các bạn là những người sống cũng rất là hòa nhã. Ở đây thì có khả năng là các bạn đang trong giai đoạn có một cái sự tu dưỡng bản thân, biết suy nghĩ hơn ha, và bạn có một cái sự gọi là điềm tĩnh, và bạn cũng là một người có rất là nhiều ý tưởng, nhiều sự sáng tạo. Mình thấy là đôi khi bạn cũng có những cái sự trông trên, đôi khi cũng có những cái sự hoang mang về phía trước, không biết mọi thứ nó sẽ như thế nào. Nhưng mà mình thấy bạn có sự bình tĩnh, kiên trì, nhẫn nại, và bạn là một người có một cái ý chí mạnh mẽ, quyết đoán, là một người tìm ra cái con đường sáng cho cuộc sống của mình. Bạn rất là hay học hỏi từ người khác, hoặc là bạn hay lên trang mạng, hoặc là tìm kiếm tài liệu, thông tin gì đó để bạn bổ sung kiến thức, để bạn có thể gọi là có một kế hoạch rõ ràng cho cuộc sống của mình. Rồi, để mình xem coi phúc lộc nào sẽ được rót vào cuộc sống của bạn trong 7 ngày tới, từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023 ha. Một số bạn ở đây thì có khả năng là các bạn là những người trong giai đoạn này, có thể là những người mang năng lượng nam, họ sẽ hỗ trợ cho bạn rất là nhiều. Còn là những người giỏi giang, họ có kiến thức và họ có sự gọi là trải nghiệm trong cuộc sống, có thể đây là những người họ sẽ cho bạn lời khuyên, hoặc là truyền cảm hứng, hoặc là giúp cho bạn có một cái sự phát triển về mặt tinh thần rất là lớn ha. Ở đây một số bạn có khả năng các bạn rất là thích đi xa, thích đi biển chơi, hoặc là các bạn cũng rất là thích đi làm xa, thích đến một nơi nào đó bình yên ha. Nhiều khi các bạn cũng muốn có được một cái khoảng không gian yên bình, tĩnh lặng cho bản thân của mình. Có thể là bạn đang trong giai đoạn thu hút được những bạn, những người cộng sự, những người đối tác, những người có cùng chung chí hướng với bạn đó ha. Và có khả năng là bạn cũng là một người có khả năng thu hút cộng đồng, thu hút nhiều người bởi những cái sự tinh anh, thông tuệ của bạn.
và những cái sự thực tế của bạn. Một số bạn có khả năng các bạn đã có một sự rời khỏi một cái môi trường, một cái công việc nào đó ha, hoặc là một cái hoàn cảnh. Có thể là bạn đang tìm kiếm cơ hội cho bản thân của mình, hoặc là một số bạn các bạn đang rất là muốn chuyển nhà ở đây. Bạn đang muốn tìm kiếm một nơi thực sự gọi là an toàn và thực sự gọi là bạn cảm thấy thoải mái với cái nơi đó. Dường như trong vòng 7 ngày tới, có khả năng các bạn sẽ có một cái sự ký kết hợp đồng làm ăn kinh doanh mua bán, hoặc là một cái sự gọi làm việc liên quan đến pháp lý ở đây ha. Có thể là bạn cũng có những cái sự bồn chồn lo lắng, cũng không biết mọi thứ sẽ như thế nào, và các bạn có thể là đã trải qua những giai đoạn giông tố mệt mỏi rồi. Và mình thấy dường như trong vòng 7 ngày tới, khả năng các bạn sẽ có được một cái cơn mưa lớn. Kiểu như là bạn rất là mong muốn, hy vọng có mưa ha, bởi vì không ra rất là nắng nóng, khó chịu. Thì mình thấy khả năng là cái điều mà bạn mong muốn đó nó sẽ trở thành hiện thực. Và có thể là bạn sẽ có một cái khoảng thời gian để bạn nghỉ ngơi, để bạn tịnh dưỡng về mặt sức khỏe, về mặt tinh thần ha, và có sự gọi là thư giãn. Mình thấy trong vòng 7 ngày tới, khả năng có một cái người mang năng lượng nam. Đây có thể là một người bạn, một người cộng tác, hoặc là một người có sự sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ cho bạn. Đây là một người có trái tim yêu thương, nhiệt thành ha, và có sự tận tình. Hoặc một số bạn nữ thì mình thấy khả năng đây là một cái người họ sẽ trao trọn cái tình yêu của họ dành cho bạn. Còn đối với những bạn nam thì có khả năng đây là một người bạn ha, họ sẽ có khả năng gọi là gỡ cái nút thắt cho bạn ha, hoặc là giúp đỡ cho bạn một cái điều gì đó ở đây. Và mình thấy dường như là bạn sẽ có khả năng gọi là rời khỏi cái giai đoạn của một cái sự buồn rầu, phiền não, hoặc là lo lắng, hoặc là những cái giai đoạn mà bạn cảm thấy đầy sự giông tố trong lòng. Tuy nhiên, nếu như các bạn có một cái sự ký kết hợp đồng làm ăn kinh doanh mua bán gì đó trong vòng 7 ngày tới, thì các bạn cũng phải có một cái sự xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng ha, để tránh bút sa gà chết. Rồi, để mình xem về công việc, cuộc sống của bạn thì phúc lộc nào nó sẽ rót vào cái lĩnh vực này. Ở đây mình thấy dường như các bạn sẽ có được những cơ hội để bạn có thể gia tăng về cái nguồn tài chính của bạn. Có thể là một số bạn các bạn sẽ đậu phỏng vấn ha. Ví dụ như bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc thì có khả năng là bạn sẽ nhận được cái cơ hội này. Và có thể là bạn sẽ có một cái sự thắng lợi, thành công, tốt đẹp, được trao cơ hội, được thỏa thích, đam mê, phát triển cái điều mà mình thực sự gọi là mong muốn. Và bạn thì có khả năng các bạn cũng khá là bận rộn, mệt mỏi trong giai đoạn này đó. Nhưng mà cái sự gọi là cố gắng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Và có khả năng bạn sẽ hoàn thành, kết thúc xong một cái điều gì đó mà bạn đang theo đuổi. Và có thể là các bạn sẽ có được quý nhân hỗ trợ giúp đỡ cho bạn trong cái giai đoạn 7 ngày tới này. Hoặc một số bạn có khả năng các bạn được ai đó rót vốn đầu tư chẳng hạn ha. Mình thấy có thể là các bạn cũng sẽ có những chuyến đi, những cái kế hoạch của bạn nó có sự trơn tru hơn. Và có thể là bạn cũng phải có một cái sự chăm chút cho cái tinh thần, cho cái sức khỏe, đặc biệt là xương khớp của bạn. Bởi vì mình thấy dường như là bạn cũng có những cái vấn đề liên quan đến xương khớp đó, nhức lưng rồi đó ha. Ở đây thì mình thấy là có khả năng là một số bạn các bạn cũng sẽ làm công việc thiện nguyện, giúp đỡ, hỗ trợ cho những người xung quanh ha, những người khốn khó cơ cực. Thì trao đi sẽ được nhận lại thôi. Bạn cũng sẽ được ai đó hỗ trợ cho bạn về lời khuyên, về tinh thần, về cơ hội, hoặc là về vấn đề tài chính. Mình thấy bạn sẽ rất là chăm chỉ và cần mẫn. Và đồng thời có khả năng một số bạn có thể là bạn sẽ mua xe, hoặc là mình thấy có thể là một số bạn các bạn sẽ có một cái sự thuận lợi hơn cho những cái chuyến đi mà liên quan đến yếu tố quốc tế. Ví dụ là bạn đi du lịch của nước ngoài, hoặc là bạn đi xuất khẩu lao động, bạn du học định cư gì đó, thì có khả năng bạn sẽ hoàn thành thủ tục giấy tờ ha, bạn không có còn lo lắng, bất an nữa. Một vài bạn thì có thể là cơ hội công việc của bạn thì có khả năng liên quan đến yếu tố nước ngoài ha, công ty đa quốc gia, công ty nước ngoài. Và có thể là bạn cũng được khuyến khích hãy luyện tập, học hỏi cái nâng cấp cái vốn ngoại ngữ của bạn nhiều hơn, thì nó sẽ giúp cho bạn có sự gia tăng về cái nguồn lương. Và mình thấy khả năng các bạn sẽ tham gia hội nhóm, cộng đồng, hoặc là được tham gia những khóa huấn luyện đào tạo ha. Ở đây một vài bạn có khả năng các bạn được lên chức, lên một vị trí cao hơn, có nhiều trách nhiệm, hoặc là nhiều cái công việc hơn, và bạn sẽ khá là bận rộn ha, và đồng thời có sự gọi là gia tăng nguồn lương. Nhưng mà mình thấy thì có khả năng là bạn cũng sẽ hoàn thành tốt mọi thứ thôi.
Có thể là bạn có sự di chuyển linh hoạt khá là nhiều trong cái giai đoạn 7 ngày tới này. Và ở đây thì bạn được khuyến khích hãy có một sự kỷ luật bản thân khá là tốt ha, kiểu như là hãy cố gắng nỗ lực hoàn thành xong những công việc của bạn, đừng có chán nản, đừng có một cái sự bỏ cuộc nửa chừng. Và ở đây thì mình thấy các bạn sẽ có một cái sự tọa nguyện ha, hoặc là một số bạn trong vòng 7 ngày tới khả năng là sẽ có người thân ở nước ngoài về thăm các bạn chẳng hạn. Và có khả năng các bạn sẽ được tặng quà ha, hoặc là được hỗ trợ về tài chính. Tuy nhiên thì nếu bạn quyết định làm một cái điều gì đó, ví dụ bạn kinh doanh mua bán, thì bạn cũng phải có sự cẩn trọng ha, tránh gọi là mất kiên nhẫn, tránh có sự gọi là bốc đồng, sốc nổi, phải có một cái sự gọi là tính đi, suy đi tính lại, cân đong đo đếm kỹ lưỡng, hoặc là ký giấy tờ cũng phải có sự gọi là thấu đáo mọi chuyện, mọi việc rồi hãy ký nha, để tránh cho bản thân của mình một cái sự nuối tiếc, bất lực ở đây. Mình thấy thì trong vòng 7 ngày tới này có khả năng một số bạn có thể là các bạn sẽ có một cái sự bỏ tiền ra để bạn mua sắm điều gì đó, cho nên là có thể là bạn cũng sẽ có sự gia giảm về tiền bạc, nhưng mà mình thấy các bạn cũng có cái nguồn tiền đó, có tiền rồi các bạn lại gọi là mua sắm, cho nên là các bạn có một cái sự tiền bạc nó hơi có sự thất thoát, nhưng mà việc của bạn cái gì nên mua thì mua, còn cái gì không nên mua thì bạn nên có sự gọi là tiết kiệm ha. Ở đây thì mình thấy một vài bạn trong giai đoạn này thì có khả năng cũng sẽ có được người hỗ trợ tài chính hoặc là giúp đỡ cho bạn, giúp cho bạn có được cái cơ hội để bạn kiếm tiền. Có thể là những người mang năng lượng nam ha. Mình thấy có khả năng là một người nam, người này thì khá là trẻ tuổi và có khả năng đây là một người rất là nhiệt tình, rất là tốt và họ rất là muốn giúp đỡ bạn, hoặc là một người mang năng lượng nam nữa, cái người này trưởng thành, một người chủ, một người vững vàng, có tài chính ổn định. Thì những người này có khả năng là những người cộng tác hoặc những người cộng sự, những người hợp tác với bạn trong giai đoạn này. Tuy nhiên khi mà bạn gọi là mua bất cứ điều gì thì như mình nói đó, phải cẩn trọng, phải suy nghĩ kỹ lưỡng để tránh bị gọi là tiền mất tật mang hoặc là hối tiếc. Và trong vòng 7 ngày tới này thì mình thấy là các bạn cũng được khuyến khích là khi mà bạn có sự trao đổi, giao thương, mua bán, các bạn cũng phải xem xét tiền bạc, đếm kỹ lưỡng để tránh có một cái sự tranh cãi, một cái sự nhầm lẫn gì đó ở đây ha. Và mình thấy dường như một số bạn có khả năng là bạn cũng sẽ có một cái sự nghênh tiếp các anh shipper đến tìm bạn giao hàng ở đây á. Có thể là các bạn sẽ có một cái sự chuẩn bị tiền bạc, các bạn có tiền rồi các bạn chuẩn bị tiền bạc để bạn mua xe hoặc là thực hiện một cái chuyến đi ha, hoặc là lo cho giấy tờ pháp lý gì đó của bạn á. Một số bạn thì mình thấy là các bạn cũng được khuyến khích là trong vòng 7 ngày tới này là các bạn cần phải có một cái sự bình tĩnh ha. Tinh thần của bạn thì mình thấy dường như là do bạn lo lắng, nghĩ ngợi, suy nghĩ miên man nhiều quá, nó khiến cho bạn cảm thấy bị gọi là ức chế, và có khả năng nó khiến cho bạn bị gọi là hao hao hụt về mặt sức khỏe luôn ha. Có khả năng là cái tinh thần không tốt thì ảnh hưởng đến sức khỏe, cho nên là bạn cũng phải có một cái sự gọi là chấn chỉnh và có sự quan tâm đến bản thân của mình. Có thể là các bạn có những cái lo lắng về vấn đề tiền bạc tài chính, cho nên bạn có những cái sự muộn phiền ở đây. Tuy nhiên mình thấy có khả năng có những cái tin tức gì đó sẽ đến với bạn ha, và đồng thời có khả năng mọi thứ nó trở nên sáng láng hơn và những tin tức tốt nó sẽ đến với bạn, hoặc là những cái vấn đề của bạn nó sẽ có một cái sự suôn sẻ trôi chảy hơn,
nó không còn có sự gọi là quá dây dưa hoặc là nó quá gọi là chậm trễ nữa, nó không có còn cái giai đoạn gọi ì ạch nữa. Và mình thấy dường như là bạn cảm thấy mọi thứ nó có sự êm đềm, tốt đẹp và bạn cảm thấy rạng rỡ, vui tươi hơn. Có khả năng là cái giai đoạn cuối của 7 ngày tới á, thì bạn sẽ cảm thấy mọi thứ có sự nhẹ nhõm ha, và bạn sẽ thực hiện được cái chuyến đi của mình hoặc là công việc của bạn nó sẽ có một cái sự trôi chảy hơn ha. Và giai đoạn này thì mình thấy khi mà bạn tiếp nhận những cuộc gọi của ai đó thì bạn cũng phải cẩn trọng nha, bởi vì rất là nhiều cuộc gọi lừa đảo diễn ra, và đôi khi có khả năng là họ muốn bạn hãy có một sự gọi là tải phần mềm hay gì đó hỗ trợ giúp đỡ cho bạn lo giấy tờ pháp lý, sổ sách, hoặc là mời gọi bạn đi làm hay gì đó ha. Khi bạn tải phần mềm thì tốt nhất là bạn hãy biết suy nghĩ đó là cái sự lừa đảo, cần gì thì bạn còn phải đến một cái cơ quan tổ chức chính thống ha, để không có bị gọi là mất tiền vào những cái trò gian lận lừa đảo này. Và mình thấy có khả năng cái phúc lộc sẽ rót vào cuộc sống của bạn, đó là một cái sự hoàn thành ha, hoàn thành xong những cái chuỗi ngày mệt mỏi, hoàn thành xong những cái giai đoạn mà bạn cảm thấy nó sự chậm trễ, mọi thứ có sự kết thúc, và kết thúc này đem đến cho bạn một cái sự vui tươi ha, rạng ngời hơn. Và mình thấy dường như là có thể là các bạn sẽ cảm thấy mọi thứ tươi sáng hơn rất là nhiều ha, và so với cái giai đoạn trước đó bạn sẽ có được thành công, và đồng thời có khả năng là bạn cũng sẽ có nguồn tiền, nhưng phải biết sử dụng đồng tiền khôn ngoan để tránh bị mất mát, tránh bị thất thoát ở đây. Mình thấy ở đây có khả năng các bạn sẽ cảm thấy biết ơn rất là nhiều ha, về những gì mà ơn trên mang xuống cho bạn, kiểu như là bạn cầu nguyện rất là nhiều hổm rày, và có khả năng là cái điều mà bạn cầu nguyện nó sẽ được đáp ứng, cho nên là mình thấy bạn tỏ lòng biết ơn ở đây. Và bạn cũng được khuyến khích hãy biết ơn nhiều hơn ha, bạn càng biết ơn nhiều hơn, bạn càng có sự trân trọng những cái giá trị dù nhỏ nhất trong cuộc sống của bạn, thì bạn sẽ được ơn trên soi sáng cho bạn nhiều hơn thế nữa. Và mình thấy bạn sẽ có sự lấy lại những cái sự nhiệt huyết, những cái sự sáng tạo ha, những sự đam mê trong cuộc sống, chứ bạn không có còn để những cái nỗi lo, những cái sự ám ảnh nó nhấn chìm tinh thần và cuộc sống của bạn nữa. Giai đoạn mấy ngày đầu thì mình thấy có khả năng cũng còn, nhưng mà trong những cái ngày cuối của 7 ngày tới thì có khả năng mọi thứ nó sẽ được giải quyết ổn thỏa cho bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ xem về vấn đề tình cảm của các bạn trong vòng 7 ngày tới nó sẽ như thế nào. Ở đây mình thấy trong vòng 7 ngày tới thì có khả năng các bạn sẽ có những cái giây phút hẹn hò, gặp gỡ với người yêu, hoặc có những cái buổi tiệc nào đó, hoặc là sẽ có một cái sự gọi là dâng tràn những cái sự yêu thương ở đây nha. Một số bạn sẽ có những cái sự thăng cấp, nâng cấp bản thân, nâng cấp tình yêu này nhiều hơn. Các bạn sẽ có những cái giây phút ngọt ngào, lãng mạn, yêu thương và đắm đuối mãnh liệt bên nhau ha, những bạn yêu nhau mà thấy như vậy. Và có khả năng là các bạn sẽ có sự tính xa hơn cho cái câu chuyện tình yêu này, và đồng thời các bạn sẽ trở nên cảm thấy tự tin hơn, quyến rũ hơn, cảm thấy hạnh phúc hơn. Về vấn đề tình cảm mình thấy dường như là nó rất là trọn vẹn đối với các bạn ha. Hoặc là một số bạn, các bạn sẽ có những cái giây phút ăn mừng cho những cái chiến thắng hoặc là cho những cái thành tựu gì đó, và bạn cũng có một cái sự lan tỏa tình yêu, niềm vui đến với người yêu của mình. Những bạn nào mà các bạn độc thân thì mình thấy có khả năng các bạn sẽ có một cái sự kết giao bạn bè, hoặc là sẽ mở rộng cộng đồng, hoặc là trong buổi tiệc nào đó bạn có khả năng gặp gỡ được ai đó và các bạn có sự kết nối, nói chuyện, tạo cơ hội cho nhau, và có khả năng một vài bạn độc thân cũng sẽ tiến đến tình yêu, cũng sẽ có một cái sự hẹn hò hoặc là có sự mở lời ha, tán tỉnh tỏ tình nhau. Mình thấy câu chuyện tình yêu rất là đẹp nha. Một số bạn có thể là các bạn có rất là nhiều sự lựa chọn, có rất là nhiều người đến với bạn luôn. Còn bạn nào có một sự ngắt kết nối, chia tay á ha, và bạn vẫn còn trông ngóng cái đối tượng của bạn á, thì mình thấy dường như là có thể sẽ có một cái khởi đầu mới gì đó ha, và bạn cảm thấy yêu đời, vui vẻ. Hoặc là tùy theo bạn, nếu như bạn có một cái sự muốn có cơ hội gặp gỡ lại ha, thì có thể là có sự một cái sự hòa thuận, giao hòa diễn ra. Còn nếu như bạn có sự gọi là rời khỏi cái mối quan hệ đó, thì mình thấy dường như khi mà bạn tự tin và tập trung vào bản thân của mình, thì lúc đó tình yêu bạn cũng có sự thăng hoa nữa, cũng có người tìm đến bạn, cũng có sự gọi là chia sẻ, nói chuyện, thậm chí có khả năng còn bước vào một câu chuyện tình ái nữa.
Nói chung là cái vấn đề tình cảm nó rất là ngọt ngào, nó rất là nồng thắm, nó rất là mãnh liệt và đắm say ở đây ha. Ở đây một số bạn có khả năng các bạn sẽ mua đá tinh thể hoặc là bạn sẽ mua vàng bạc đá quý gì đó ha, các bạn có sự kết nối với đá tinh thể để các bạn có thể gọi là hỗ trợ cho cái quá trình chữa lành hoặc là làm sạch cái trường năng lượng của bạn. Một số bạn có khả năng các bạn sẽ nấu ăn ha, và có khả năng một số bạn sẽ ăn chay hoặc là ăn kiêng và các bạn sẽ có một cái sự có những cái hoạt động nó lành mạnh hơn để giúp cho cuộc sống của bạn nó có sự tươi tỉnh hơn, vui vẻ hơn. Có thể là các bạn sẽ viết lên một cái danh sách lòng biết ơn. Và đây là một điều rất là tốt khi mà bạn bạn có rất là nhiều cái thông điệp liên quan đến lòng biết ơn ở đây ha. Hãy biết ơn nhiều hơn về những gì bạn có, thì bạn sẽ có khả năng mở rộng cái dòng chảy thịnh vượng ha, nó ồ ạt tiến vào cuộc sống của bạn. Một số bạn có thể là các bạn sẽ có sự dọn dẹp nhà cửa ha, hoặc là bạn có sự gọi là dọn dẹp những gì không còn phù hợp ha, những đồ cũ hay gì đó, hoặc là một số bạn có thể là bạn viết ra những cái nỗi trăn trở của bạn, những cái điều mà bạn cảm thấy nó không có được may mắn hay gì đó, bạn viết ra giấy xong rồi bạn đem đi đốt. Mình thấy là bạn cũng phải cẩn trọng trong việc gọi là sử dụng lửa nha, đốt đúng nơi quy định ha, để tránh có sự gọi là bị cháy nổ ở đây. Một số bạn có khả năng các bạn sẽ nghe nhạc để bạn có sự gọi là chữa lành. Có thể là bạn nghe nhạc tần số để bạn chữa lành, hoặc là bạn nghe nhạc để bạn được tiếp thêm cái động lực cho bạn ha. Nói chung bạn có sự kết nối với âm nhạc ở đây rất là nhiều. Rồi, để mình xem coi cái thiên thần muốn nhắn nhủ gì bạn trong vòng 7 ngày tới. Ở đây mình thấy trong vòng 7 ngày tới bạn làm gì cũng phải tỉnh táo hoặc là xin lời khuyên từ người khác, những người có kinh nghiệm đi trước. Đừng vội vàng, đường hấp tấp thì cũng sẽ không có quá nhiều cái sự gọi là bị mệt mỏi với những quyết định của mình ha. Nếu còn một số bạn, ví dụ như các bạn liên quan đến giấy tờ mà nó có sự quan trọng thì bạn cũng phải đem ra công chứng, phải có luật sư hỗ trợ cho bạn. Đặc biệt là cho vay mượn nợ, mượn tiền gì đó thì cũng phải kỹ lưỡng nha. Đừng quá tin tưởng vào ai để cho bản thân của mình cảm thấy bị hối tiếc sau này đó nha. Ở đây thì mình thấy là các thiên thần đang gửi cho bạn những cái sự hướng dẫn và cái nguồn cảm hứng thông qua cái giọng nói nội tâm mạnh mẽ và vang dội của bạn. Bạn hãy sẵn sàng lắng nghe cái giọng nói đó ngay bây giờ. Hãy lắng nghe trực giác của bản thân mình. Nếu bạn không thể nghe thấy chính mình, bạn sẽ chặn kết nối của mình với thông tin, những cái sự hướng dẫn hỗ trợ bạn trong tương lai. Và nếu như bạn đã phớt lờ hoặc là tránh giải quyết một cái việc gì đó mà bạn cảm thấy rằng bạn phải làm trong một thời gian dài, thì các thiên thần ở đây đang khuyến khích bạn hãy dừng lại lắng nghe chính mình và làm điều đó ngay bây giờ. Và cái sự mở rộng và tăng trưởng của bạn phụ thuộc vào nó ha. Và nếu như gần đây bạn nhận được cái thông tin đầy thách thức về cuộc sống của mình, thì từ bất kỳ cái nguồn nào, và bạn không chắc là có nên tin hay không, thì ở đây cái thông điệp muốn nói với bạn rằng nó đóng cái vai trò then chốt giúp cho bạn mở mang cái sự tự do và niềm vui. Vì vậy bạn hãy lắng nghe thật là sâu ha. Và trong giai đoạn này có khả năng là các bạn cũng sẽ có sự gọi là lắng nghe rất là nhiều, cho nên hãy lắng nghe thật kỹ và hoặc là có một cái sự chính xác để tránh gây ra những cái điều gọi là hối tiếc cho bản thân của mình ha. Và ở đây thì một số bạn, các bạn đang băn khoăn không biết có nên tiến lên hay không, thì thông điệp từ các thiên thần dành cho bạn là hãy tiếp tục tiến lên. Bạn có thể là cảm thấy rằng cái tình huống hiện tại của mình nó đòi hỏi nhiều thời gian và năng lượng hơn những gì mà bạn có thể cho đi, và có thể là bạn đang cảm thấy chán nản hoặc là thậm chí là kiệt sức. Thì điều quan trọng bạn cần biết là mọi thứ liên quan đến tình huống này đều quan trọng đối với sự phát triển, mở rộng và kết nối tâm linh của bạn. Bạn được khuyến khích hãy có sự bật đèn, ánh sáng, ha, cái sự gọi là nhận thức bên trong của mình. Đã đến lúc trở thành một ngôi sao, vươn lên ha, và đồng thời có sự nắm vững cuộc đời của bạn. Và những cái nỗ lực của bạn nó sẽ được đền đáp thôi ha. Ngay bây giờ, việc của bạn là hãy có một cái sự cố gắng hành động để đặt cái nền móng
cho cái phần còn lại của cuộc đời bạn đó. Bạn sẽ có một cái sự thăng tiến ở đây ha. Và ở đây thì bạn đang được kết nối với sức mạnh của sự sáng tạo vào lúc này. Vũ trụ đang bao bọc bạn trong cái tình yêu phi thường của Ngài và lấp đầy bạn bằng năng lượng thiêng liêng, nguồn cảm hứng để giúp cho bạn tiến về phía trước. Và ở đây là một cái thông điệp từ trái tim của vũ trụ. Nó đang nói với bạn rằng bạn rất là quan trọng và quý giá. Bạn được yêu thương vô bờ bến và cái quyền năng của đấng tạo hóa tự hào về bạn. Bạn đang được khuyến khích để có cái niềm tin vào bất cứ điều gì là có thể cho bạn. Bất kể bạn đang trải qua những cái điều gì thì bạn luôn được kết nối với cội nguồn của sự sáng tạo. Và các thiên thần luôn hướng dẫn bạn để bạn có khả năng gọi là ghi nhớ những cái điều này ha. Ở đây một số bạn, các bạn sẽ có khả năng chữa lành những vết thương liên quan đến gia đình của mình. Đó là các bạn có những cái sự mâu thuẫn với cha mẹ hoặc là cái sự khó khăn vừa với những cái người xung quanh hay gì đó, thì sẽ có một cái năng lượng chữa lành được gọi là lan tỏa trong cuộc sống của bạn. Và hãy luôn cầu nguyện với thiên thần vũ trụ có đấng bảo hộ thiêng liêng, bởi vì các ngài luôn sẵn sàng giúp đỡ cho bạn. Và các ngài đang hướng dẫn bạn nhìn thế giới qua con mắt của vũ trụ ha. Và bạn hãy nhớ rằng cái tình yêu có thể chữa lành mọi thứ. Và ở đây nếu như bạn đã từng cảm thấy rằng mình không đủ tốt, hoặc là bạn đang bị phán xét, hoặc là bạn không phải là người tốt nhất có thể, thì hãy biết rằng bạn đã được tha thứ. Và ở đây thì có khả năng các bạn sẽ có được một cái sự chữa lành về mặt sức khỏe, về mặt tinh thần của bạn ha. Và bạn cũng phải có sự hợp tác với cái sự chữa lành này. Không phải có cho bản thân mình một cái khoảng thời gian để mình nghỉ ngơi, để mình hít thở, để mình có một cái sự gọi là cân bằng, hài hòa, có sự bình yên, nhẹ nhàng ở đây. Hoặc là cái sự chữa lành về tình yêu của các bạn nó sẽ được gọi là phát triển mạnh mẽ. Và bạn sẽ có được cái tình yêu ngọt ngào trong vòng 7 ngày tới. Thì đó là những cái phúc lộc mà sẽ được rót vào cuộc sống của bạn trong vòng 7 ngày tới ha. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ 1 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 để xem coi nguồn phúc lộc nào sẽ được rót vào cuộc sống của bạn trong 7 ngày tới, từ ngày 24 tây tháng 4 đến ngày 30 tây tháng 4 năm 2023 ha. Và đây những trải bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi bây giờ mình xin đi cái năng lượng với các bạn tụ 2. Ở đây mình thấy các bạn tụ 2 là những người đang cảm thấy khá là cô đơn, hoặc là cảm thấy có một cái sự gọi là bị thiếu thốn một cái điều gì đó ha. Và có khả năng các bạn cũng cảm thấy hơi bị tiêu cực, hơi bị chán nản hoặc là thất vọng. Ở đây thì mình thấy dường như là các bạn đang để những cái nỗi sợ nó dẫn dắt bạn ha. Và mình thấy bạn là một người có một cái sự gọi là biết suy xét, cẩn trọng, có sự tỉnh táo ha. Bạn có khả năng là sẽ có thể là cắt đứt những cái mối lo hoặc là những cái điều mà khiến cho bạn cảm thấy khó chịu. Bạn sẽ có cái nhìn sâu sắc rõ ràng hơn về cuộc sống của mình. Và có khả năng là các bạn sẽ có một cái sự gọi là cẩn trọng hơn, cũng như là có thể là các bạn sẽ có một cái sự quyết tâm hơn để bản thân của mình không có bị dao động, không có bị chênh vênh, không có bị trông trên nữa. Mình thấy khả năng bạn là một người có thể tạo ra những cái sự bứt phá, đột phá trong cuộc sống của mình đó. Một số bạn có khả năng dạo gần đây rất là nóng ha, rất là nắng nóng, bạn rất là khó chịu. Và có khả năng là bạn đang gọi là đưa ra một cái quyết định, là một vài bạn có khả năng các bạn sẽ mua máy máy lạnh, máy điều hòa gì đó ở đây. Các bạn rất là cần cái không khí mát mẻ thoải mái để làm việc ha, kiểu vậy. Và có khả năng một số bạn các bạn đang bị thiếu nước đó, cho nên hãy cung cấp đầy đủ nước cho cơ thể của mình ha. Ở đây các bạn rất là quan tâm đến cha mẹ của mình, các bạn rất là yêu thương cha mẹ, và các bạn là những người có sự hiếu thảo. Và một số bạn các bạn là những người cha người mẹ rất là tốt. Và giai đoạn này thì có khả năng các bạn rất là cần một cái nguồn yêu thương, một cái sự quan tâm từ người khác, hoặc là có khả năng các bạn rất là yêu thiên nhiên, cây cỏ. Có thể là cái việc mà bạn ra ngoài thiên nhiên cũng sẽ giúp đỡ cho bạn rất là nhiều trong cái việc gọi là nâng đỡ tinh thần, nâng cao được cái tần số rung động của bạn, hoặc là giúp cho bạn có sự thoải mái, yên bình, vui vẻ hơn ha.
Và mình thấy dường như các bạn đang có một cái sự chờ đợi một cái tin tức, một cái cơ hội gì đó, hoặc là một cái tin nhắn, hoặc là đang chờ đợi một cái sự hoàn thành xong một cái công việc nào đó ở đây. Các bạn cũng có sự là hay tưởng tượng, nghĩ ngợi đến những cái điều mà nó không có thật. Các bạn tự áp đặt hoặc là tự nhắc bản thân của mình. Cho nên là các bạn cũng đôi khi mọi thứ chưa rõ, các bạn cũng rất là mong muốn mọi thứ nó sẽ có sự gọi là hoàn thành, trọn vẹn ở đây ha. Các bạn cũng còn những cái nỗi lo sợ gì đó, mình thấy dường như là bạn cũng đang rất là muốn cố gắng trấn áp cái điều đó. Và mình thấy các bạn là những người biết hy sinh bản thân của mình cho cái niềm vui của người khác. Hoặc là ở đây có khả năng là các bạn đang cảm thấy mình đang bị vướng vào cái điều gì đó ha. Bạn muốn gọi tháo gỡ những cái sự vướng bận này. Một vài bạn ở đây thì mình thấy các bạn là những người có một cái khả năng biết nhìn nhận mọi thứ nhiều góc độ khác nhau. Và các bạn đã biết có sự xô dòng ha, xô theo dòng chảy cuộc sống rồi. Các bạn không có còn quá gọi là vọng động, không có quá nhiều cái sự sốc nổi nữa. Các bạn cố gắng kiên trì để xem mọi thứ nó sẽ diễn tiến như thế nào. Và các bạn nên có thời gian để nghỉ ngơi, để tịnh dưỡng về mặt sức khỏe tinh thần của bạn trước đã ha. Có thể là những cái khoảng thời gian mà bạn cảm thấy như là nó hơi chậm, hoặc là nó không có bước tiến gì đó, là vũ trụ muốn bạn có thời gian để bạn chăm chút cho bản thân của bạn, hoặc là có một cái nhìn nhận sâu sắc bao quát về vấn đề hơn, hoặc là có một cái sự rút lui chậm lại để không gây ra bất kỳ những cái sự tổn hại nào cho bản thân ha. Rồi, để mình xem coi nguồn phúc lộc nào sẽ rót vào cuộc sống của bạn trong 7 ngày tới, từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023 ha. Ở đây thì mình thấy khả năng là các bạn sẽ có một cái sự rời khỏi một cái vấn đề ha, mà bạn cảm thấy là nó đang níu chân bạn. Mình thấy bạn sẽ có sự rời khỏi với cái niềm vui, niềm hạnh phúc ha. Ở đây thì một số bạn có khả năng là các bạn sẽ có một cái chuyến đi đi đâu đó trong giai đoạn 7 ngày tới này. Và cái chuyến đi này đem đến cho bạn cái niềm vui, sự gọi là chuyển hóa. Mình thấy bạn có một cái sự cảm kích, có lòng biết ơn, ơn trên rất là nhiều. Và có khả năng các bạn sẽ có sự chăm sóc cho cái vườn cây của bạn, chăm sóc cho cái khu vườn, cho ngôi nhà của bạn ha. Và có thể là các bạn sẽ có một cái sự ký kết hợp đồng mua bán, giao thương, kinh doanh, hoặc là sẽ có những cái vấn đề về pháp lý. Có khả năng mọi thứ nó sẽ giải quyết ổn thỏa, và bạn có khả năng sẽ có một cái sự cảm thấy được gọi là nhẹ nhàng hơn ha, thở phào nhẹ nhõm đó. Và những điều mà bạn thực sự khao khát, bạn ước mơ, thì có khả năng bạn sẽ có thể thu hút được cái điều đó ha. Bạn giống như một nhà magician, một nhà ảo thuật gia, bạn có khả năng gọi là thu hút những gì bạn mong muốn nếu như bạn thực sự tập trung vào những cái diễn cảnh tốt đẹp, lạc quan, tích cực, và bạn bắt tay vô hành động. Và sẽ có một người mang năng lượng nam, người này là một người giàu có tiền, có bạc ha, thông minh, tài giỏi và nhạy bén trong kinh doanh, thì có khả năng đây là một cái người họ sẽ có một sự hợp tác với bạn, hoặc là một số bạn nữ thì đây là một cái người yêu họ sẽ xuất hiện trong cuộc sống của bạn ha, hoặc đây là một người cộng sự, một người đàn anh, một người sếp hay gì đó, họ sẽ giúp đỡ cho bạn tháo gỡ những cái vấn đề của bạn, hoặc là giúp cho cái vấn đề pháp lý của bạn nó sẽ có một cái sự trôi chảy hơn. Và mình thấy khả năng các bạn sẽ có được cái nguồn tiền ha, các bạn thấy có một cái sự gọi là nắm chắc cái nguồn tiền trong tay, các bạn có sự gọi là vui hơn, cảm thấy hạnh phúc hơn, cảm thấy đủ đầy hơn. Rồi để mình xem coi phúc lộc nào sẽ được rót vào cuộc sống của bạn liên quan đến công việc, cuộc sống, sự nghiệp. Thấy trong vòng 7 ngày tới này các bạn có một cái sự tương tác khá là nhiều người ha. Một số bạn ví dụ như bạn có một cái sự rời bỏ một cái công việc nào đó, thì có khả năng là bạn sẽ tìm được cơ hội công việc, và có thể là bạn sẽ gặp được khá là nhiều quý nhân, họ sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho bạn trên cái hành trình của bạn. Sẽ có những tin tức tốt lành, tốt đẹp đến với bạn ở đây. Mình thấy bạn có một cái sự thênh thang trên một cái hành trình mới, một cái sự phát triển mới, một con đường mới, một công việc mới, một ý tưởng mới. Hoặc thậm chí là các bạn cảm thấy như trút bỏ được những gánh nặng áp lực bên trong bạn ha.
À, mình thấy thì có khả năng các bạn sẽ có một cái sự cảm thấy hơi có sự hối tiếc hoặc là nhìn về quá khứ một cái điều gì đó ha. Tuy nhiên bạn được khuyến khích là hãy biết sống trân trọng ở hiện tại ha, và đồng thời tạo ra một cái tương lai vững chắc cho bản thân của mình. Mình thấy có khả năng các bạn sẽ có một số bạn có sự thăng tiến ở một vị trí cao hơn ha, hoặc là có khả năng các bạn sẽ có một cái sự vững vàng hơn về mặt tài chính. Các bạn có sự ổn định hơn. À, tuy nhiên có khả năng các bạn cũng sẽ sử dụng tiền bạc để lo cho một vấn đề nào đó ha. Có thể là mua sắm hoặc là lo lắng cho cái giấy tờ đó của bạn. Và mình thấy các bạn có sự trọn vẹn niềm vui. À, có khả năng một số bạn sẽ nhận được những món quà hoặc những lời khen ngợi hoặc là những cái sự tán dương ở đây. Mình thấy bạn có sự kết nối với hai người, một người mang năng lượng nam như mình nói á, miêu tả nãy giờ á, và một người mang năng lượng nữ nữa. Cái người này thì mình thấy là một người rất là nhẹ nhàng, lịch sự, tinh tế và là một người sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ cho người khác. Và có thể là trong vòng 7 ngày tới các bạn sẽ có một cái sự yêu thương hài hòa ha. Đồng thời các bạn cũng có một cái sự gọi là thấu đáo, sáng suốt, rõ ràng vấn đề tài chính của bạn. Mình thấy khả năng một số bạn các bạn sẽ nhận được một cái khoản tiền ha, tiền lương, tiền thưởng, lợi nhuận đầu tư hoặc là những cái khoản tiền, những cái cơ hội may mắn nào đó liên quan đến tài chính nó sẽ đến trong vòng 7 ngày tới này. Ông rày ví dụ như các bạn cảm thấy hơi bị thiếu thốn tiền bạc á, hơi bị mông lung á, ha, cảm thấy không có được may mắn thì trong vòng 7 ngày tới là mình thấy bạn sẽ có sự may mắn về tài chính đó. Một số bạn khả năng sẽ bỏ tiền để đi du lịch ha, đi chơi hoặc là có khả năng là cái vấn đề gì đó của bạn nó sẽ được thông qua và cũng phải có sự có tiêu tiền ở đây và nó hợp lý cho bạn mà. Ở đây các bạn cũng có một cái sự lên kế hoạch ha, sử dụng tiền bạc tài chính cho vấn đề gì đó và bạn có sự gọi là chuẩn bị chi tiết kỹ lưỡng. Và mình thấy khả năng một số bạn các bạn sẽ mua món đồ mà yêu thích ha, hoặc là có khả năng một vài bạn có thể là các bạn cũng sẽ có một cái sự cảm thấy hài hòa, cảm thấy trọn vẹn với cái nguồn tiền bạn có được. Nói chung mình thấy bạn cảm thấy rất là vui, rất là trọn vẹn. À, một số bạn thì có khả năng là trong vòng 7 ngày tới là sinh nhật của bạn ha. Nếu là sinh nhật của bạn thì mình chúc các bạn sinh nhật vui vẻ, đạt được thành công, hạnh phúc và nhiều phước lành nhà vũ trụ ban cho bạn ha. Chúc bạn luôn vững vàng trước cuộc sống. Và trong cái vấn đề tài chính của bạn là bạn cần phải có một cái bản kế hoạch tài chính rõ ràng chi tiết để cho bản thân của mình không có bị tổn thất về tiền bạc nha. À, mình thấy có khả năng các bạn sẽ có một cái sự tương tác với một người mang năng lượng nam nó liên quan đến tài chính ở đây. Thì có khả năng cái người này là một cái người giỏi giang, lý trí, tỉnh táo, cẩn trọng ha, và là một người có khả năng là làm việc liên quan đến pháp lý, có thể là luật sư hoặc là một cái người nào đó mà họ là một người có địa vị, có khả năng lãnh đạo đó ha. Thì có thể là cái người này họ có sự hợp tác với bạn hoặc là họ sẽ có sự gọi là chỉ dẫn cho bạn liên quan đến tiền bạc gì đó ở đây. Thì mình thấy là như vậy. Mình thấy dường như cái phúc lộc của bạn liên quan đến tài chính thì nó có một cái sự rất là dồi dào ha, sung túc đủ đầy. Wow. Cái bàn tụ 2 trong vòng 7 ngày tới thì mình thấy dường như là tinh thần của bạn sẽ khác xa với cái giai đoạn hiện tại ha. Bạn sẽ cảm thấy vui vẻ, yêu đời và tinh thần của bạn là một cái tinh thần của một cái sự chiến thắng, một cái sự cân bằng, hài hòa. À, bạn được chữa lành, bạn cảm thấy thoải mái, vui vẻ và bạn cảm thấy mình giống như là một người cũng khá là thần thông, kiểu như là bạn những cái hy vọng, những cái mơ ước của bạn nó đều có khả năng trở thành hiện thực, cho nên mình thấy dường như bạn rất là vui. À, bạn cảm thấy yêu đời hơn, bạn cảm thấy phấn chấn hơn, bạn cảm thấy mình thật sự sáng tạo và dường như là những cái phước lành dồi dào nó sẽ có sự gọi là đổ về trong cuộc sống của bạn trong vòng 7 ngày tới ha. Nó rất là mạnh mẽ. Một số bạn có khả năng là các bạn sẽ mua nhà mới nè, hoặc là các bạn sẽ đi đám cưới, hoặc là sẽ có những cái buổi tiệc ăn mừng vui vẻ, hoặc là có khả năng là ăn tiệc 30 tháng 4 hay gì đó ha. Rồi có khả năng là những công việc mà bạn làm nó sẽ có một cái sự phát triển rộng mở và đầy những sự thắng lợi vui tươi. Đồng thời thì có khả năng các bạn cũng có một cái sự gọi là những gì mà bạn cố gắng bạn nỗ lực á, thì bạn gặt hái được cái thành quả xứng đáng ha, liên quan đến tài chính khá là nhiều ở đây. Và có thể là một số bạn ở đây thì có khả năng là cái khả năng
sáng tạo hoặc cái khả năng chữa lành hoặc là cái sức khỏe của bạn dần dần nó cũng đi lên ha, bạn có sự hài hòa hơn, bạn không có còn bị rối nữa, bạn không có còn bị chông chênh, bị bấp bênh ha, bị lo lắng muộn phiền nữa. Mình thấy dường như là các bạn tụ hai này thực sự là những cái phúc lành nó có sự rót vào cuộc sống của bạn rất là nhiều ha, tài chính thành công và đồng thời là một cái điều gì đó mới mẻ và cái sự thăng cấp nâng cấp bản thân ha, mọi thứ có sự thuận lợi hơn. Rồi để mình xem cái vấn đề tình cảm của bạn trong 7 ngày tới sẽ như thế nào. Ở đây một số bạn có khả năng các bạn cũng sẽ có những giây phút hẹn hò ngọt ngào với người yêu nha, sẽ có những giây phút đắm đuối và có khả năng các bạn nói chuyện khá là nhiều đó. Cả hai bạn cùng nhìn về một hướng, cùng lên kế hoạch cho những cái chuyến đi sắp tới của các bạn ha, chuyến đi du lịch. Tuy nhiên thì có khả năng các bạn cũng có nhiều đêm bị mất ngủ hoặc nhớ người yêu ở đây. Tuy nhiên là các bạn được khuyến khích hãy hài hòa cân bằng nhất có thể ha, và mình thấy dường như là tình yêu của bạn nó rất là trọn vẹn ha, nhưng mà đôi lúc các bạn bị bận rộn mà bạn không có nhiều thời gian dành cho nhau á, cho nên việc của các bạn là phải có sự gọi là biết thấu hiểu và biết chia sẻ với nhau. Một số bạn ở đây các bạn chưa có người yêu thì mình thấy dường như là các bạn cũng rất là muốn có được một cái người yêu cùng nhau đi chơi, đi du lịch, đi nghỉ lễ hay gì đó, thì có khả năng các bạn cũng có sự tìm tòi cũng có sự gọi nói chuyện với khá là nhiều người và bạn có sự chọn lựa ở đây. Và có khả năng có sự tìm hiểu qua lại ha, có sự cân bằng, thậm chí một số bạn có thể là các bạn sẽ bước vào tình yêu luôn. Nhưng mà mình thấy các bạn còn phải có một sự tìm hiểu kỹ lưỡng để tránh gọi là bị nói tiếc sau này ha, bị nuối tiếc sau này á. Ở đây một số bạn nào mà có sự ngắt kết nối chia tay với người yêu, các bạn đang rất là mong muốn có một sự gọi là chữa lành quay trở lại á ha, các bạn có những cái sự hơi bị tiếc nuối và buồn phiền, thì dường như một cơ hội là có khả năng là cái người nam ở trong trải bài này họ sẽ có sự chủ động nói chuyện, nhắn tin, hoặc là có khả năng sẽ có sự gọi là nói ra những cái nỗi lòng mong nhớ của họ dành cho bạn ha, và các bạn có một sự gần gũi hoặc là ngọt ngào, nồng ấm lại với nhau ở đây. Thì dành cho những bạn mà các bạn còn rất là nhớ mong nhớ về người yêu, còn nếu mà các bạn có một sự muốn rời đi hoàn toàn thì bạn có thể vẫn có một cái sự thăng hoa, có thể là bạn cũng rất là đào hoa trong giai đoạn này, cho nên là dù bạn không yêu ai, bạn không muốn yêu thì cũng có người họ cũng muốn tìm hiểu về bạn kiểu vậy. Thì đó là cái quyền quyết định của bạn ha. Nói chung dường như đúng là các bạn thực sự có lòng biết ơn rất là nhiều, bạn trân trọng và bạn cảm thấy hạnh phúc cả về tình yêu, công việc, cuộc sống, tài chính của các bạn, thậm chí các bạn sẽ có những cái sự hội tụ sum họp với những người thân ở xa về thăm các bạn chẳng hạn, ăn uống vui vẻ thoải mái ở đây. Số bạn có khả năng các bạn sẽ ăn chuối trong vòng 7 ngày tới nè. Ở đây mình thấy dường như một số bạn có khả năng các bạn sẽ nghe nhạc ha, để bạn lấy lại cái động lực tinh thần cho cuộc sống của mình. Rồi các bạn có thể là nghe nhạc chữa lành. Một số bạn sẽ lên kế hoạch đi chơi, đi du lịch nè ha. Có thể là một số bạn sẽ đi du lịch bằng máy bay cũng có luôn. Và một vài bạn có khả năng các bạn sẽ mua đá tinh thể hoặc là bạn sẽ mua đá quý hay gì đó về. Một vài bạn thì dùng đá tinh thể để bạn có sự gọi là chữa lành, để nâng cấp cái sự gọi là làm sạch cái trường năng lượng của bạn, hoặc giúp cho bạn có một cái sự vững vàng hơn về mặt tinh thần, thiền định gì đó ở đây. Một số bạn có khả năng là các bạn chọn luôn tụ một với tụ hai. Và ở đây mình thấy dường như là các bạn sẽ có một cái sự đốt hết những cái điều mà bạn cảm thấy mệt mỏi, hoặc là có khả năng các bạn viết ra giấy, bạn đem đi đốt, và bạn cũng phải cẩn trọng trong việc sử dụng củi lửa trong giai đoạn này ha. Một số bạn có khả năng các bạn sẽ đi khám sức khỏe định kỳ ha, hoặc là có khả năng các bạn làm trong lĩnh vực chữa lành đó, thì chăm sóc sức khỏe thì có khả năng bạn sẽ hoàn thành tốt công việc của mình, và một vài bạn thì có khả năng các bạn sẽ được thưởng một cái chuyến du lịch chẳng hạn. Và hãy biết chăm lo cho cái sức khỏe của bạn là tốt ha, trong giai đoạn này ha. Rồi để mình xem coi cái thiên thần muốn nhắn nhủ điều gì với bạn trong cái giai đoạn 7 ngày tới.
Ở đây thì cái thiên thần muốn chúc mừng bạn, bởi vì giờ đây cái ánh sáng của phước lành và sự phong phú đang bao trùm xung quanh bạn, và các thiên thần của bạn muốn bạn biết rằng các ngài đang hỗ trợ bạn rất là nhiều. Các ngài đang khuyến khích bạn tin tưởng vào trực giác của mình và bất kỳ những hướng dẫn nào khác mà bạn đang nhận được vào lúc này, vì nó sẽ dẫn bạn đến cái sự phát triển và viên mãn to lớn. Và nhiều phước lành đang được ban cho bạn trong cái hoàn cảnh hiện tại ha. Nếu bạn chưa trải nghiệm chúng thì hãy biết rằng chúng sẽ được tiết lộ và được chia sẻ theo cái trình tự của thời gian và không gian hoàn hảo. Và tất cả các cánh cửa sẽ dẫn đến cái sự phong phú hiện đang được mở ra cho bạn. Và sự khôn ngoan của các thiên thần đang khuyến khích bạn hãy bắt đầu đếm những phước lành của mình. Và sau đó bạn sẽ sẵn sàng để nhận được nhiều hơn nữa ha. Và sự phong phú là cái phần thưởng tinh thần cho cái việc bạn tin tưởng và chia sẻ những món quà và tài năng của bạn. Khi mà bạn sắp xếp cái lựa chọn và hành động của mình sao cho phù hợp với cái lợi ích cao nhất á, thì bạn sẽ được cho những cái cơ hội ha. Bạn đang ở một cái nơi mà có sự kết nối với sức mạnh tinh thần sâu sắc và đang được trao cơ hội để cảm thấy mình giàu có về tinh thần. Ngay cả khi bạn cảm thấy có sự nhạy cảm hoặc là choáng ngợp, thì cái bức màn ngăn cách giữa thế giới này và thiên đường rất là mỏng manh. Và xung quanh của bạn luôn có sự ánh sáng và sự hỗ trợ của thần thánh. Nếu như bạn mà có những cái bất kỳ lo lắng nào về tài chính hoặc là tài sản của bạn, hãy biết rằng bàn tay của vũ trụ đang hướng dẫn hoàn cảnh của bạn đến một cái kết quả may mắn ha. Hãy tin tưởng vào tài năng của bạn và những thiên thần đang hỗ trợ bạn nha. Tuyệt vời ha. Ở đây một số bạn, các bạn đang được bao quanh bởi năng lượng yêu thương, và chiếc cốc của trái tim bạn sẽ được rót đầy cho đến khi nó tràn đầy cái sự tốt lành. Và các thiên thần đang ở bên bạn ngay bây giờ ha. Và hãy biết rằng đôi khi bạn cảm thấy là bạn không được yêu thương và không được đánh giá cao, và cái điều này nó sẽ cản trở trải nghiệm của bạn về tình yêu ha. Cho nên là năng lượng thiêng liêng đang bao quanh bạn vào lúc này sẽ giúp cho bạn làm tan chảy một cái tắc nghẽn để bạn có thể cởi mở và tiếp nhận tình yêu và sự đánh giá cao mà bạn xứng đáng. Và thiên thần ở đây để hướng dẫn bạn, khuyến khích bạn nhìn nhận bản thân một cách yêu thương và cho phép bản thân của mình được yêu thương. Và nếu như bạn đã kìm nén một cái thời gian, nhưng bây giờ bạn đã sẵn sàng để chia sẻ cái tình yêu mà bạn có, và bạn có khả năng làm điều này một cách an toàn. Các thiên thần đang tụ tập xung quanh bạn trong cái sự kinh ngạc và ăn mừng, vì cuối cùng bạn cũng sẽ sẵn sàng nhớ rằng bạn yêu thương và đáng yêu như thế nào. Và thiên đường đang hướng dẫn bạn để thấy rằng bạn xứng đáng có được những mối quan hệ yêu đương, trải nghiệm tình yêu và sự chấp nhận yêu thương từ thế giới xung quanh bạn. Và đây là một cái cột mốc quan trọng trong cái sự tự nhận thức của chính bạn ha. Và nó thừa nhận các bước mà bạn đã thực hiện để khẳng định giá trị của mình và nhận ra rằng bạn xứng đáng được yêu thương, được tôn trọng ha. Và ở đây thì có khả năng bạn đang được thừa nhận một cái mức độ cởi mở tâm linh mới, thu hút nhiều tình yêu thiêng liêng hơn từ các thiên thần của bạn và đấng tạo hóa. Bạn được yêu thương ngoài những giấc mơ điên rồ nhất của mình bởi sức mạnh và sự hiện diện đã tạo ra bạn. Và thông qua việc đón nhận và thừa nhận cái tình yêu đó, bạn sẽ tạo ra nhiều trải nghiệm yêu thương hơn trong cuộc sống của mình. Và ở đây thì khi mà bạn sắp xếp ý định của mình với cái lợi ích cao nhất ha, và hành động với tình yêu thương và sự cân nhắc, thì sức mạnh của bạn nó sẽ được tăng cường. Và các thiên thần đang đến gần để nhắc nhở bạn về cái điều này. Bạn là một người có khả năng trở thành một người lãnh đạo và hướng dẫn vào thời điểm này. Và bạn đang được khuyến khích hướng đến cái tình yêu và điều tốt đẹp nhất để bạn hành động từ cái trái tim của mình. Và thông thường khi mà cái sức mạnh phát sinh bên trong, thì chúng ta có thể thấy cái tôi của mình trở nên lớn hơn. Và điều này là do nó muốn chúng ta bị giới hạn và đặt câu hỏi, hoặc là thậm chí là kìm hãm cái sự phát triển của chúng ta. Đừng để cho cái tôi dẫn dắt bạn, hãy cầu xin cái thiên thần của bạn và mời gọi các ngài giúp bạn lắng nghe thật kỹ tiếng nói của tâm hồn mình, để bạn có thể tiến về phía trước một cách mạnh mẽ và hiệu quả, một cách đầy yêu thương ha. Và các thiên thần đang khuyến khích bạn kết nối lại với những cái ý tưởng và ý định ban đầu của bạn cho bất cứ điều gì bạn đang nghĩ đến vào lúc này, hoặc thậm chí cho cả cuộc đời của bạn. Thường thì chúng ta có một cái ý định ban đầu, và rồi theo thời gian ý tưởng của chúng ta nó thay đổi. Tuy nhiên vũ trụ vẫn đang đáp ứng những cái ý định ban đầu của bạn, bởi vì khi mà bạn gọi là dâng hết cho vũ trụ ha, bạn không có còn gọi là kiểm soát nó nữa, thì vũ trụ sẽ có khả năng gọi là biến nó trở thành sự thật trong cuộc sống của bạn. Và nếu như một số bạn, các bạn đang cảm thấy bối rối, không biết làm thế nào để có thể tiến lên phía trước vào cái thời điểm này,
thì bạn cần nhận ra rằng bạn là một người rất là mạnh mẽ, có sức ảnh hưởng và có tiềm năng. Bạn sẽ có một cái cuộc trò chuyện rõ ràng với vũ trụ và các thiên thần của bạn về cái ý định của bạn và nhận ra rằng những gì đang diễn ra thời điểm này nó có sức mạnh cho phép bạn sống một cuộc sống của mình từ một cái không gian tiềm năng thuần túy nhất. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 2 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hi, xin chào các bạn tụ 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 để xem coi nguồn phúc lộc nào sẽ rót vào cuộc sống của bạn trong 7 ngày tới. Từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023. Và đây những trao bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, bây giờ mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 3. Ở đây mình thấy các bạn tụ 3 là những người đang trong giai đoạn gọi là bế quan tỏa cản, hoặc là bạn đang có sự phân vân ha, giữa hai quyết định hoặc là hai cái suy nghĩ nào đó. Ở đây một số bạn có khả năng các bạn đang trong giai đoạn hơi mệt mỏi, kiệt sức, hoặc là sức khỏe không có được tốt. Và có khả năng là các bạn có một cái sự kết thúc một cái điều gì đó ha, có thể kết thúc một công việc hoặc là kết thúc một cái suy nghĩ, một cái vấn đề tình cảm ha, vân vân. Mình thấy các bạn là những người có niềm tin, đức tin rất là mạnh mẽ. Các bạn có khả năng là đang dành thời gian cho chính mình để lắng nghe những cái tiếng nói bên trong, lắng nghe cái trực giác hướng dẫn cho bạn. Một số bạn có khả năng các bạn có đạo ha, và các bạn cũng là một người rất là thích đọc sách, nghiên cứu, phát triển kiến thức, và cũng là một người biết đối nhân xử thế. Tuy nhiên mình thấy dường như hiện tại có khả năng các bạn đang có một cái sự ngồi đó xem xét, quan sát mọi thứ rồi mới có thể là đưa ra một quyết định rõ ràng cho cuộc sống. Và các bạn cũng là những người rất là mạnh mẽ, kiên cường và quyết đoán ha, là những người rất là có tinh thần của một nhà lãnh đạo ha, một người rất là vững chắc, có lý trí, có sự phân tích, có sự khôn ngoan và có một cái sự quyết liệt cho những gì bạn thực sự khao khát ước mơ. Ở đây thì mình thấy có khả năng là trong cuộc sống của bạn á, trong thời gian sắp tới khả năng bạn sẽ có những cái sự tương tác với những người nam. Thì mình thấy khả năng là có hai người ha, một người trẻ tuổi đang trên hành trình phát triển cuộc sống, một người thì có khả năng cũng đã có một cái địa vị, một cái sự vững chắc, có quyền hành, có khả năng lãnh đạo. Thì đây là những mẫu người của một cái sự khôn ngoan, tài trí, có cái tôi cao, là những người có sự gọi là mạnh mẽ, hơi nóng tính một chút và có sự cứng cỏi ha, mình thấy là như vậy. Có thể là những người này họ sẽ giúp cho bạn giúp cho bạn có sự rõ ràng hơn về cái vấn đề của bạn ha, giúp cho bạn có sự chọn lựa chính xác hơn, hoặc là sẽ có sự gọi là cố vấn cho bạn. Có thể là giúp cho bạn có thể nhìn sâu vấn đề hơn, kiểu vậy. Và giai đoạn này thì mình thấy có khả năng là các bạn cũng được khuyến khích là đừng vội vàng đưa ra bất kỳ những cái quyết định nào ha, đừng hấp tấp vội vã, cũng như hãy biết kiểm soát cái sự bốc đồng nóng nảy của bản thân để tránh bị rủi ro, tránh bị mất hình tượng, hoặc là gây ra những cái điều gọi là hệ lụy cho cái cuộc sống của bạn. Có thể dạo gần đây các bạn cũng hay bị đau nhức ha, nhức lưng, rồi đau nhức xương khớp này nọ kia ha, hoặc là các bạn đã trải qua một cái giai đoạn sự kiện tổn thương, đau thương gì đó rồi, và các bạn đang cố gắng ha, lấy lại tinh thần của mình. Rồi, nguồn phúc lộc nào sẽ rót vào cuộc sống của bạn trong 7 ngày tới, từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023. Ở đây mình thấy dường như là một cái sự chữa lành nha. Mình thấy có khả năng là các bạn sẽ được ơn trên soi sáng chữa lành cho bạn, giúp cho bạn có một cái sức khỏe tốt hơn, hoặc là bạn có sự gọi là tinh anh hơn, thông thái hơn, trí tuệ hơn. Một số bạn, các bạn làm trong lĩnh vực chữa lành thì bạn có khả năng sẽ giúp được, hỗ trợ rất là nhiều người ha. Mình thấy có khả năng bạn sẽ giải quyết được cái vấn đề của bạn ha, mọi thứ nó sẽ có sự êm ái nhẹ nhàng, và bạn còn có khả năng có được cái kinh nghiệm và bạn chia sẻ giúp đỡ cho người khác ở đây. Một số bạn có khả năng sắp tới các bạn sẽ có một cuộc phẫu thuật ha, chữa bệnh hay gì đó, thì có khả năng là bạn sẽ gặp được cái người
tài đức vẹn toàn ha, cái người có một cái bàn tay phục dược, họ sẽ hỗ trợ và chữa lành cho bạn, và có khả năng là mọi thứ nó sẽ thành công ở đây ha. Mình thấy các bạn có những cái tin tức chiến thắng trong vòng 7 ngày tới đó ha. Và dường như các bạn có sự thay đổi bản thân, các bạn trở nên tươi mới, vui vẻ, phấn chấn hơn ha. Mọi thứ có sự sáng tỏ ở đây, các bạn không có còn bị gọi là kìm hãm, hoặc là cảm thấy gọi là rối ren, cảm thấy lo toan, hoặc là cảm thấy vô cùng buồn bã nữa. Có thể là bạn được khuyến khích nên tìm kiếm thông tin nhiều hơn, đọc sách nhiều hơn, mở mang kiến thức nhiều hơn, hoặc là lắng nghe ý kiến, lời khuyên từ những người có kinh nghiệm đi trước. Mình thấy bạn sẽ có một cái sự gia tăng, cái sự sáng tạo, sự nhiệt huyết, cảm thấy yêu đời hơn, hoặc là có khả năng các bạn có những cảm giác muốn được yêu thương. Một vài bạn thì có khả năng là các bạn sẽ có được những cái nguồn cảm hứng, các bạn cảm thấy háo hức, cảm thấy vui vẻ, và các bạn trở nên tỏa sáng, được nhiều người biết tới, hoặc là các bạn có sự gọi là được tắm mát trong cái dùng nước thuần khiết mà bạn có được như vậy. Có thể là bạn cũng sẽ có một sự kết nối với một người mang năng lượng nữ. Cái người này mình thấy dường như là họ có cái trực giác cao, hoặc là đây là một người có rất là nhiều cái sự gọi là thông minh, tài trí, có kiến thức, thì có khả năng họ là một người cố vấn hỗ trợ cho bạn ha, một người bạn, một người cộng tác, cộng sự gì đó. Hoặc đây cũng có khả năng là cái nguồn năng lượng của bạn trong vòng 7 ngày tới là bạn sẽ rõ ràng mọi thứ ha. Bạn có khả năng là sẽ nhận thức được mọi thứ trong cuộc sống của bạn nó xảy ra, nó đều có lý do của nó. Và mình thấy bạn được khuyến khích là hãy dành một khoảng thời gian để có sự trân trọng những gì mình làm được, biết ơn bản thân của mình ha. Rồi để xem coi nguồn phúc lộc nào sẽ rót vào cuộc sống của bạn về công việc, sự nghiệp, cuộc sống trong 7 ngày tới ha. Bạn nào mà đang mù mờ tìm kiếm cơ hội công việc thì có khả năng là trong vòng 7 ngày tới các bạn sẽ có được cái công việc phù hợp, các bạn sẽ có khả năng là sẽ tìm hiểu về nó, và một số bạn mình thấy dường như là bạn sẽ có một cái sự may mắn hơn rất là nhiều so với cái giai đoạn trước á. Có thể là bạn đã có một sự chờ đợi gì đó trong quá khứ ha, các bạn hơi có một sự ngừng nghỉ và mọi thứ nó có sự chậm trễ, thì có thể là trong vòng 7 ngày tới mọi thứ nó sẽ có sự gọi là trôi chảy suôn sẻ, hanh thông, thuận lợi hơn với bạn rất là nhiều. Tuy nhiên thì các bạn cũng được khuyến khích là đừng có để cái nỗi lo lắng, muộn phiền, ám ảnh nó gây ảnh hưởng, nó khiến cho bạn có sự gọi là bị thụ động. Giai đoạn này có khả năng là bạn sẽ có một cái sự chuyển động, hành động cho cái mục tiêu cuộc sống của bạn ha, bắt tay vô hành động, thực hiện kế hoạch. Và đồng thời thì bạn cũng phải có một cái khoảng thời gian nghỉ ngơi, tịnh dưỡng sức khỏe hợp lý nha. Thấy có rất là nhiều cái thông điệp chiến thắng được hiện diện trong cái trả bài của bạn đó. Và mình thấy bánh xe số phận đang quay, bạn sẽ gặp được khá là nhiều thuận lợi, được hỗ trợ hoặc là có sự may mắn trong vòng 7 ngày tới. Mọi thứ có sự êm xuôi, và bạn cũng được khuyến khích là khi mà bạn cảm thấy cái điều gì đó mà bạn không có thể gọi là kiểm soát được thì tốt nhất bạn nên xuôi theo dòng chảy, kiên trì nhẫn nại để mọi thứ nó có sự gọi là được tiết lộ, nó có sự rõ ràng hơn, rồi mình hãy quyết định ha, hãy có sự cân nhắc. Và có khả năng một số bạn, các bạn cũng cảm thấy hơi nhức đầu trong giai đoạn đầu của 7 ngày tới, nhưng mà sau đó là cái mọi thứ nó có sự êm xuôi và bạn cảm thấy rõ ràng hơn ha, vui vẻ hơn, phấn chấn hơn. Một số bạn có khả năng các bạn sẽ thực hiện một cái chuyến đi, có thể là bạn đi du lịch, đi công tác, hoặc là một số bạn sẽ đi chơi hoặc là thăm người thân hay gì đó, hoặc đến những nơi mà gọi là những khu vui chơi giải trí ở đây. Và bạn cũng hãy chăm sóc cho cái sức khỏe, cho cái tinh thần của bạn nè, rồi chăm sóc cho cái bao tử, cái dạ dày của bạn ha, ăn uống hợp lý để tránh bị gọi là rối loạn tiêu hóa, hoặc là cẩn trọng tránh bị tào tháo rượt nha, ăn chín uống sôi. Và một số bạn có khả năng các bạn sẽ có nguồn tiền khá là nhiều, có thể là tiền lương, tiền hưởng, lợi nhuận đầu tư gì đó trong vòng 7 ngày tới. Tuy nhiên mình thấy dường như các bạn cũng sẽ có sự tiêu tiền cho chuyến đi, hoặc là cho lớp học, hoặc là nâng cấp kiến thức, hay là một cái điều gì đó, hoặc là mua sắm xe ở đây.
Cho nên là bạn cũng có một cái sự có tiền, nhưng mà bạn cũng sẽ sử dụng tiền ha, cho cái những cái vấn đề của bạn. Tuy nhiên mình thấy những cái ước mơ, những cái hy vọng về vấn đề tài chính của bạn nó được thành công, kiểu như là ước mơ trở thành sự thật. Có khả năng là một số bạn có thể là bạn sẽ đi đám cưới, đi dự đám tiệc, hoặc là có những buổi sum họp gia đình, người thân, hoặc có khả năng một số bạn bỏ tiền ra, các bạn mua nhà mới, chuyển đến một nơi ở mới. Nói chung là liên quan đến nhà cửa, liên quan đến hôn nhân, gia đình, liên quan đến sự sum họp đoàn tụ ở đây. Và mình thấy các bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc với những cái điều này. Sẽ có những cái sự gặp gỡ với những cái người thân yêu, những người thân thuộc ở xa về thăm các bạn cũng có nha. Nói chung là tài chính của bạn thì mình thấy nó có sự đủ đầy ha, đúng như bạn mong ước, nhưng mà cũng sẽ có những cái sự sử dụng tiền cho những cái mục đích đúng đắn của bạn. Tuy nhiên thì cũng phải có một cái khoản tiết kiệm, hãy biết sử dụng đồng tiền khôn ngoan, cân đối, có sự gọi là rõ ràng, chi tiết trong từng vấn đề liên quan đến tài chính của bạn ha, phải có sự kỹ lưỡng để không có bị gọi là giảm sút quá nhiều. Những bạn nào là chủ cả hay gì đó thì mình thấy bạn càng phải có một cái sự kỹ lưỡng hơn vấn đề tài chính ha. Phải có một cái sự gọi là một cái bản kế hoạch về tài chính rõ ràng, chi tiết. Tại vì đôi khi những cái gì mà nó bị hao tổn nhỏ, nhưng mà nó sẽ gom lại thành một cái số tiền lớn ha. Vì của bạn là phải có sự gọi là xem xét, cẩn trọng ở đây ha. Những cái gì mà bạn cảm thấy nó hơi mù mờ thì bạn cần phải làm rõ. Những bạn nào làm việc liên quan đến hồ sơ, giấy tờ, liên quan đến kế toán thì cần phải kỹ lưỡng đến từng con số ha, để tránh gây những cái sự gọi là sai một ly đi một dặm. Nhưng mà nhìn chung thì mình thấy bạn khá là vui vẻ vấn đề tài chính đó ha. Có thể là một số bạn có số tiền từ 10 triệu đồng trở lên ha. Một vài bạn có khả năng các bạn sẽ có sự mua bán vàng trong vòng 7 ngày tới nè. Thấy các bạn có sự theo dõi giá tiền tệ ha, giá tiền đô la, hoặc là theo dõi giá vàng hay gì đó ở đây. Và mình thấy là bạn cũng có khả năng gọi là kiếm được nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Cho nên mình thấy bạn khá là thỏa mãn, khá là hài lòng. Một số bạn là tinh thần của bạn có một cái sự thoải mái, phấn chấn, và có khả năng các bạn sẽ có những cái sự sum họp gia đình, đặc biệt là các bạn có sự quan tâm đến cha mẹ của mình, hoặc là bạn sẽ tiếp xúc với thiên nhiên, cây cỏ khá là nhiều, hoặc là đến những nơi có nhiều cây xanh bóng mát, hoặc là đến những cái nơi vui chơi giải trí gì đó khá là đẹp đó, đi nghỉ mát hay gì đó. Và ở đây mình thấy các bạn có một cái sự vui vẻ, phấn chấn, vô cùng gọi là cảm thấy thỏa thích với những cái quả ngọt mà bạn gặt hái được á. Một số bạn thì tinh thần của bạn có một cái sự hào hứng ha, háo hức, hoặc là các bạn có sự tự tin bản thân. Một vài bạn các bạn có những cái buổi biểu diễn, hoặc là những buổi diễn thuyết, hội thảo, hoặc là những cái buổi gọi là thuyết trình gì đó thì bạn sẽ hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ của mình. Các bạn thể hiện được cái sự sáng tạo, khả năng ăn nói duyên dáng khéo léo, hoặc là thể hiện được cái giọng hát của bạn chẳng hạn. Nói chung là bạn được người khác ngưỡng mộ, yêu thương, trân trọng, và có khả năng nhận được những cái nguồn tiền bất ngờ, hoặc là trở nên nổi tiếng hơn, được nhiều người biết tới hơn ha, hoặc là một số bạn sẽ được lên chức lên một vị trí cao hơn. Nói chung là mình thấy là cuộc sống của bạn khá là vui, tinh thần khá là ổn ha, hài hòa nhất, vui vẻ. Tuy nhiên cũng có những cái điều gì đó mà các bạn đôi khi cũng nhìn về những cái sự mất mát, nhưng mà mình thấy nó không là gì đó với những cái niềm vui trọn vẹn của bạn trong vòng 7 ngày tới đâu. Một số bạn có khả năng là sẽ có sự thu hoạch trái cây, hoặc là sẽ có sự thu hoạch những cái quả ngọt mà bạn đã gieo trồng. Mình thấy trong vòng 7 ngày tới các bạn có sự tiếp xúc khá là nhiều người luôn á, rất là nhiều người. Một số bạn ở đây có khả năng là tinh thần của bạn cảm thấy vui vẻ, hoặc là có khả năng bạn tham gia cuộc thi phỏng vấn gì đó thành công, hoặc là một số bạn có thêm nhiều cơ hội để kiếm tiền hơn ha, nhiều cơ hội được mở ra với bạn. Mình thấy các bạn có một cái sự tiếp xúc tương tác với hai người, có thể là hai người này là hai người truyền cảm hứng cho bạn ha, hoặc là giúp cho bạn cảm thấy yêu đời và giúp cho bạn có sự tự tin về bản thân. Mình thấy một người mang năng lượng nam và một người mang năng lượng nữ. Đây là toàn là những người gọi là đã có một cái sự độc lập, đã có địa vị trong cuộc sống rồi. Và đây là những người khôn khéo, khéo léo, ha, biết diễn đạt,
lời hay ý đẹp, có một sự tinh tế và khá là có vẻ ngoài thu hút, là những người có sự gọi là vững mạnh và luôn sôi nổi, luôn nhiệt huyết với cuộc sống của mình. Hoặc đây chính là những người cộng sự, những người hỗ trợ cho bạn. Hoặc đây có khả năng là những người thân quen sẽ gặp với bạn trong cái giai đoạn 7 ngày tới. Nói chung là một cái sự hạnh phúc dâng tràn ha, diễn ra cho các bạn tụ ba trong vòng 7 ngày tới. Khá là vui. Tiền bạc, tài chính, sự thăng cấp bản thân, rồi những cái sự tươi sáng, vui vẻ, sự chữa lành, hài hòa. Rồi để mình xem cái vấn đề tình yêu của bạn trong vòng 7 ngày tới sẽ như thế nào ha. Có một vài bạn có khả năng các bạn được cầu hôn, hoặc là các bạn sẽ tính đến câu chuyện hôn nhân, kết hôn với nhau. Hoặc là các bạn sẽ có những cái buổi lễ kỷ niệm gì đó ha, trong tình yêu các bạn. Những bạn nào yêu nhau thì mình thấy có khả năng là giai đoạn này các bạn cũng hơi bận rộn đó. Bận rộn đó cho công việc, cuộc sống, tiền bạc, tài chính đó. Cho nên là đôi khi các bạn không có thời gian dành cho nhau, thì các bạn cần phải có một cái sự gọi là chia sẻ hoàn cảnh của bạn, để người yêu của bạn không có những cái sự gọi là khó chịu, hoặc là có những cái sự đa nghi nghi ngờ, để tránh gọi là tranh cãi với nhau ha. Hạn chế cái sự tranh cãi, bởi vì công việc thì đã rất là nặng nhọc, tinh thần thì bất ổn, mệt mỏi, giai đoạn nắng nóng gay gắt nữa. Cho nên việc của các bạn cứ êm đềm, nhẹ nhàng với nhau. Và có khả năng các bạn có sự ôn lại kỷ niệm xưa, các bạn có sự nhớ nhung về nhau rất là nhiều, nhớ về những kỷ niệm ký ức xa xưa, nhớ về những khoảng thời gian các bạn có sự gọi là gặp gỡ, hẹn hò, hoặc là có nhiều thời gian dành cho nhau. Có khả năng các bạn đang trong giai đoạn này, các bạn có sự rất là mong muốn có nhiều thời gian dành cho nhau hơn, hoặc là các bạn hay nhớ về chuyện cũ, hoặc là các bạn có một cái sự lên kế hoạch sẽ gặp gỡ nhau, hoặc là ra mắt người thân, gia đình gì đó. Nhưng mà các bạn vẫn còn trong giai đoạn bàn tính, đến nỗi mà các bạn hơi bị căng thẳng luôn ha. Hãy nhẹ nhàng hơn ha, bình tĩnh kỹ lưỡng. Và đừng để những gánh nặng, những áp lực trong cái công việc và cuộc sống ảnh hưởng đến tình yêu của các bạn. Những bạn nào là cô đơn, lẻ loi, ha, chưa có người yêu thì có khả năng bạn sẽ dồn hết sức mình cho cái công việc, cuộc sống của bạn nhiều hơn, chứ bạn cũng không nghĩ đến câu chuyện tình yêu. Có khả năng các bạn sẽ có sự gặp gỡ bạn bè, những người thân quen ha, khá là nhiều trong giai đoạn này. Bạn hơi là có một cái sự rất là bận, rất là kiệt sức, nặng nề, cho nên cũng nên dành thời gian để nghỉ ngơi. Hoặc là một số bạn có những cuộc tham gia phỏng vấn, cuộc thi gì đó thì có năng mà sẽ đậu đó. Nhưng mà bạn sẽ rất là tập trung vào những cái vấn đề sự nghiệp, tài chính của bạn, chứ bạn cũng không có nghĩ đến tình yêu quá nhiều đâu. Và ở đây những bạn nào các bạn có sự gọi là chia tay, ngắt kết nối, tổn thương nhau, buồn bã, rồi tranh cãi gì đó, cảm thấy đang rất là nặng nề, buồn bã và đang dành nhiều thời gian cho bản thân của mình, cũng như là các bạn vẫn còn có những cái sự xung đột, vẫn còn nhớ về những cái điều mà các bạn gây gổ với nhau. Tuy nhiên mình thấy dường như là có một vài bạn ở đây, các bạn khi mà công việc của bạn giải quyết xong ổn thỏa rồi, các bạn lại nhớ về nhau rất là nhiều, và có khả năng là các bạn có sự nói chuyện lại với nhau. Nhưng mà mình thấy dường như nó chưa chưa quá gọi là ấm áp lắm, mà các bạn vẫn còn xung đột. Nên việc của các bạn là phải nhìn rõ, sâu sắc và nói chuyện một cách khéo léo ha, kỹ lưỡng, để tránh gây ra những cái sự tổn thương cho nhau nữa. Bởi vì ở đây mình thấy các bạn còn hơn thua, còn muốn gọi là người chiến thắng ha. Việc của các bạn là phải nhìn nhận bản thân, những gì đã xảy ra, mình đã làm gì sai, hoặc là tình yêu này còn phải chữa những cái vấn đề nào, còn có một cuộc nói chuyện rõ ràng và có sự gọi là thấu hiểu trân trọng thì cái kết quả nó mới trọn vẹn được. Một vài bạn khi mà bạn đã có sự giác ngộ rồi ha, các bạn cảm thấy vẫn rất là nhớ và cần nhau, thì có khả năng sẽ có một cái kết tốt đẹp, là các bạn có sự quay trở lại hàn gắn, nhưng còn phải nhìn nhận bản thân của mình thật là kỹ lưỡng, để mình thấy dường như có sự quay trở lại rồi, các bạn cũng có những cái vấn đề gì đó mà các bạn cũng còn hăng máu, vẫn còn muốn tranh cãi nữa, cho nên là có những vấn đề gì đó mà chưa giải quyết thì nên giải quyết một cách gọn gẽ ha, để tránh lặp đi lặp lại cái vấn đề, nó mệt mỏi thêm. Wow, một số bạn các bạn sẽ lên kế hoạch đi du lịch ha, có những cái chuyến đi, những cái kỳ nghỉ ở đây.
Đây là cái mùa sao thủy nghịch hành ha, đang bước vào cái mùa này rồi, cho nên là những cặp đôi mà yêu nhau rất là dễ có những cái điều hơi nổi nóng hoặc là tranh cãi, thì các việc của các bạn không có muốn mệt mỏi vấn đề này, các bạn nên có sự gọi là bình tĩnh, tĩnh tâm, tránh xung đột. Còn những bạn nào mà chia tay ha, muốn hàn gắn thì có khả năng có cơ hội quay lại nha. Ở đây có khả năng các bạn sẽ viết lên cái lịch trình ha, kế hoạch, lên kế hoạch cho bản thân của mình về cái hành trình sắp tới, tới mình làm gì, đi du lịch hay gì đó, hoặc là mình sẽ học hỏi thêm những gì mới ha. Các bạn có sự đọc sách nè, tìm kiếm học hỏi thêm kiến thức. Một vài bạn có khả năng các bạn sẽ tập thể dục ha, giảm cân, hoặc là có sự gọi là tập yoga, chăm chút hơn cho cái sức khỏe tinh thần và thể chất của bạn. Và có khả năng các bạn có sự hít thở một cách gọi là đều đặn hơn. Khi mà bạn bình tĩnh, khi mà bạn biết hít thở đều đặn á ha, bạn không có để bản thân của mình bị ức chế ha, bị rối ren, thì lúc đó bạn mới có những cái ý tưởng, những cái sự sáng tạo, hoặc là bạn sẽ có những cái suy nghĩ thông thái hơn, biết giải quyết vấn đề một cách khéo léo, rõ ràng hơn. Thấy ở đây một số bạn, các bạn có một cái sức ảnh hưởng khá là cao ha. Hoặc là giai đoạn này thì có khả năng một số bạn sẽ giống như mình nói, được nổi tiếng, hoặc là mọi người có sự chú ý, quan sát bạn nhiều hơn, bạn trở thành tâm điểm. Hoặc là một vài bạn có khả năng bạn có cái tầm ảnh hưởng đối với người khác, cho nên những cái phát ngôn, những cái lời nói, những cái hành vi, những cách ứng xử của bạn thì nên có một cái sự chu toàn, cẩn trọng để tránh gây ra những cái hiệu ứng ngược, nó ảnh hưởng đến cái thanh danh, cái cuộc sống của bạn. Còn nếu như bạn luôn có một sự gọi là tích cực, lạc quan, ha, năng nổ, nhiệt huyết, bạn có khả năng lan tỏa, truyền cảm hứng cho rất là nhiều người và giúp cho nhiều người có sự vui vẻ, tích cực và được chữa lành. Các bạn được khuyến khích hãy ăn rau xanh nhiều hơn ha, bổ sung vitamin cho cơ thể và ăn những cái thực phẩm sạch organic ở đó ha. Để xem cái thiên thần muốn nói với bạn điều gì trong cái vòng 7 ngày tới này. Ở đây thì các thiên thần mong muốn bạn hãy có một cái sự gọi là biết tha thứ ha. Đây là một cái năng lượng cần thiết cho cuộc sống của bạn đó. Sự tha thứ là một cái sự điều chỉnh đối với cách nhìn của con người, một cơ hội để nhìn bằng con mắt của tâm hồn. Và cuối cùng nó cho chúng ta những cái ý tưởng về việc nhìn qua con mắt của các thiên thần ha, của chúng ta sẽ như thế nào. Dù trong hoàn cảnh nào bạn cảm thấy nặng trĩu trong lòng, thì ở đây các thiên thần muốn hướng dẫn bạn hãy giải phóng cái điều đó. Bạn không được yêu cầu chấp nhận cái hành vi xấu hay bỏ qua nó, mà phải nhận ra rằng người duy nhất thực sự bị ảnh hưởng bởi những cái suy nghĩ và cảm xúc không thể tha thứ của bạn chính là bạn ha. Bạn không đáng để những cái sự kiện trong quá khứ nó cản trở cái hạnh phúc hiện tại. Và cái điều đó nó chỉ có thể xảy ra nếu bạn tạo cái khoảng trống bằng cách giải phóng những cái trải nghiệm đau buồn khỏi trái tim của mình. Vì vậy bạn hãy cầu xin cái thiên thần của bạn và cầu xin cái ngài giúp cho bạn bước vào cái năng lượng của sự tha thứ. Ngay cả khi bạn cảm thấy mình không biết cách tha thứ thì hãy sẵn sàng làm cái điều đó ha. Và khi mà bạn đang khiêu vũ với cái năng lượng của sự tha thứ thì bạn đang ở bên cái bờ vực của một cái phép màu ha. Sẽ càng có nhiều phép màu diễn ra trong cuộc sống của bạn khi mà bạn có sự tha thứ cho những cái vấn đề khiến bạn cảm thấy buồn bã, khó chịu. Hãy sống ở hiện tại ha, tận hưởng những cái khoảnh khắc hiện tại và tất cả những cái trải nghiệm tích cực đã mở ra và đang tiếp tục mở ra. Một cái làn sóng mãn nguyện nó đang quét qua cuộc sống của bạn đó. Hãy hài lòng và dành thời gian để suy ngẫm về cái tình huống của bạn. Tận hưởng những cái khoảnh khắc và tin tưởng rằng bạn luôn được hướng dẫn. Ở đây đội ngũ thiên thần đang khuyến khích bạn làm theo trái tim của bạn ngay bây giờ. Hãy làm những gì mà khiến cho trái tim của bạn nó vui và tâm hồn của bạn có sự gọi là ca hát. Rạo rực. Làm những gì mà khiến bạn mỉm cười, khiêu vũ và vui mừng trong vinh quang của cuộc sống. Và cái thiên thần đang hướng dẫn bạn, khuyến khích bạn sống trọn vẹn niềm vui của mình. Và biết rằng cái mục đích cuối cùng của bạn là sống vui vẻ. Và thông qua việc thể hiện niềm vui của mình thì bạn sẽ đạt đến cái trạng thái hạnh phúc và mãn nguyện. Và cái hạnh phúc nó là cái chìa khóa dẫn đến cái sự bình an nội tâm mà và bạn đang có cơ hội để bạn trải nghiệm nó ngay bây giờ ha. Nếu như bạn cảm thấy là buồn bã, kiệt sức hoặc là choáng ngợp thì biết rằng tất cả những điều này nó sắp thay đổi rồi. Và để mang cái nguồn năng lượng tích cực vào cuộc sống của bạn thì các thiên thần đang khuyến khích bạn làm những gì khiến bạn cảm thấy mình đang sống. Có thể là bạn đang bị thu hút bởi một việc theo đuổi một cái sở thích. Hãy dành thời gian cho tự nhiên nhiều hơn, hoặc là những người thân yêu, hoặc là bạn được hướng dẫn, hãy có một cái sự gọi là
tránh xa những cái drama tiêu cực trong giai đoạn này ha, ở trên mạng xã hội hay gì đó. Và bất cứ những cái điều gì mà khiến bạn cảm thấy tích cực, may mắn và vui vẻ, nó sẽ hỗ trợ bạn thu hút hơn, nhiều hơn những cảm xúc và trải nghiệm này vào cuộc sống của bạn đó. Và các thiên thần đang chờ để chiếu ánh sáng và tình yêu vào thế giới của bạn. Vì vậy hãy cầu xin các ngài mang cái tình yêu đó đến ngay bây giờ nha. Và ở đây thì các thiên thần muốn nói với bạn rằng đây là cái thời gian để bạn học hỏi và thích nghi. Bạn đang được hướng dẫn để sống chậm lại, dành thời gian để tận hưởng cái thời điểm hiện tại và dành không gian cho các sự kiện nó xảy ra. Bạn thường đặt quá nhiều cái áp lực và kỳ vọng vào bản thân, và điều này là không bắt buộc. Và ngoài ra, với cái sự nỗ lực và vội vã liên tục thì bạn sẽ trở nên cảm thấy choáng ngợp và mệt mỏi khi mà bạn quá sử dụng nhiều năng lượng, và điều này nó sẽ cản trở cái sự tiến bộ của bạn ngay vào lúc này. Ở đây, nếu như bạn đang ở trong một cái tình huống khó khăn tại nơi làm việc hoặc là với người khác, thì đừng cảm thấy bạn phải chứng minh kỹ năng, tài năng hoặc là giá trị của mình. Bạn không cần phải đấu tranh hoặc là gay gắt hoặc là chiến thắng, hoặc là có một cái sự gọi là cãi vã để chứng tỏ mình là người đúng hay gì đó, không cần thiết. Chỉ cần lùi lại và hít thở, và nhờ ân sủng thì bạn sẽ được nhìn thấy, hiểu và công nhận con người thật của bạn mà thôi. Và bạn đang được hướng dẫn hãy có một cái sự gọi là êm nhẹ, êm ái, giống như một cái nguồn nước vậy đó. Đừng cảm thấy cần phải dội vàng hoặc là ép buộc con đường của bạn một cách phải nhanh chóng hay gì đó, mà hãy có một sự tiếp cận nhẹ nhàng sẽ bổ ích hơn cho bạn ha. Hãy kiên nhẫn và di chuyển với cái sự tinh tế và duyên dáng. Và cái thiên thần của bạn đang khuyến khích bạn xem cuộc sống giống như một cái điệu nhảy vậy đó ha. Từng bước một thì bạn sẽ vượt qua được cái cuộc hành trình đáng kinh ngạc này, và bạn sẽ có những cái sự học hỏi thêm và phát triển trên cái đường đi. Và đây là cái khoảng thời gian mà bạn có một cái sự nhẹ nhàng, hít thở và di chuyển theo cách ổn định nhưng trôi chảy. Và khi bạn làm cái điều này thì bạn sẽ có lợi cho những gì sắp tới với bạn đó ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Xin chào các bạn.